chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, sự thật chưa từng có về tuổi Quý Mão sinh năm 1963, đúng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Biết được mệnh trời, trúng số liên tiếp, trả sạch nợ nần, gặp thời đổi kiếp đại gia, cực giàu có. Quý khán giả thân mến, đời không tuyệt đường người. Dù cuộc đời của mệnh chủ chưa suôn sẻ bởi chịu ảnh hưởng của cái nghiệp trong quá khứ, thì qua giai đoạn lập thân, chính hành động và suy nghĩ của bản thân sẽ chi phối tương lai của mệnh chủ. Vị trí sau này của mệnh chủ ở đâu còn tùy thuộc vào việc mệnh chủ làm gì hôm nay. Đừng vì cái khó khăn trước mắt mà sinh ra lòng đố kỵ, thù hận để dẫn tới những hành động không hay. Chỉ có bản thân của mỗi người mới tự tuyệt đường sống của chính mình. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Quý Mão sinh 1963 thân mến, quý cô bác Quý Mão đều biết cuộc sống này là vô thường. Ngày mai sẽ ra sao là điều khó lòng đoán trước, đâu đó những tai ương, khổ nạn luôn trực chờ, có thể ập đến bất cứ lúc nào. Trong hoàn cảnh đó, có người chọn mạnh mẽ, cứng rắn để bước qua, nhưng cũng có người lại chọn trốn tránh, bỏ cuộc. Một số người cho rằng trong cuộc sống, có những lúc Quý Mão cần phải sống bao dung mà bỏ qua mọi việc, vừa là để bản thân được thanh nhàn, vừa là để người khác được nhẹ lòng nơi cuộc sống xô bồ, bon chen này. Chính tấm lòng chất phác, lương thiện đó đã tạo nên một tuổi Quý Mão sinh 1963 khi cứng rắn trước bão giông, khi lại mềm mỏng trước nhiều biến cố của kẻ yếu đuối hơn mình, đến thần Phật cũng cảm nhận được tấm chân tình của mệnh chủ. Và trước đây có bão giông, mưa rào đến đâu không cần biết, chứ trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 tới đây, tuổi Quý Mão được dự báo sẽ được ung dung hưởng lộc, tiền tỷ đầy hai tay, cực may và giàu có, nếu tránh được ba điều cấm kỵ được nhắc đến trong chương trình hôm nay. Người tuổi Quý Mão sinh 1963 là con mèo. Tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, là kim bạch kim, hay còn gọi là vàng trang sức, là con giáp đứng thứ tư trong thứ xếp hạng 12 con giáp. Quý Mão là hình ảnh những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống. Quý Mão là người rất tinh nhanh, thông minh và cực kỳ nhạy bén, nên họ luôn thành công trong lĩnh vực toán học hay kế toán. Quý Mão sống rất tình cảm, thích yên ổn, luôn nhạy cảm, là người đối đáp giỏi giang, khéo léo, thông minh, yên ổn, may mắn, làm việc siêng năng, tài lộc không thiếu. Quý Mão rất dễ bị tổn thương vì những lời nói gay gắt, phê bình của người khác. Bình thường thì rất vui vẻ, cởi mở, nhưng một khi đã bị xúc phạm thì sẽ trở nên thờ ơ, lạnh lùng một cách đáng sợ. Đối với những người thân xung quanh, họ luôn thể hiện sự ân cần, dịu dàng của mình mọi lúc mọi nơi. Điều đó khiến mọi người cảm thấy hài lòng và dành nhiều tình cảm yêu mến cho Quý Mão. Quý Mão là người coi trọng tình cảm hơn là tiền bạc, giàu sang, uy quyền với họ chỉ là giấc mơ phù du của con người. Một khi đã tập trung vào công việc, thì họ sẽ khiến mọi người kinh ngạc về sự nhanh nhẹn, thông minh và tài trí của mình. Người này làm việc năng suất gấp nhiều lần so với người khác. Tuy nhiên, họ chỉ thực sự hứng thú với công việc của mình khi cảm thấy thoải mái, tự do. Nếu cảm thấy mà quá áp lực hay quá căng thẳng thì sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Có lúc sự bình thản của họ được cho là thờ ơ, vô tâm. Vì khi mọi người đang cùng nhau hợp sức để chiến đấu với những khó khăn, thử thách, thì họ lại tìm đến những nơi yên tĩnh, trong lành để nghỉ ngơi, là người rất bảo thủ và không chịu nghe theo lời khuyên của bất kỳ ai. Quý Mão là người trầm tư, bản chất cực kỳ nhạy cảm, khiến họ dễ bị tổn thương và buồn phiền vì những chuyện cãi cọ. Năng lượng thủy củng cố bản năng nhạy cảm của tuổi Quý Mão, con giáp này không thể chịu đựng những bất đồng ý kiến. Người tuổi Quý Mão bản tính ôn hòa, mềm mỏng, chuộng hòa bình, cử chỉ và lời nói luôn nhã nhặn, thanh lịch. Với bề ngoài nhã nhặn ấy làm cho mọi người dễ hiểu nhầm về bản chất của họ. Thực ra, họ là người có ý chí kiên cường, lòng kiên định bất di bất dịch. Người tuổi Quý Mão đã theo đuổi điều gì là theo đuổi tới cùng. Họ có năng khiếu về khoa học xã hội, chính trị. Quý Mão phần lớn là người có tài đức xuất sắc hơn người, được rất nhiều người yêu quý bởi sự cởi mở, tốt tính của họ. Quý Mão nếu giúp đỡ người khác sẽ rất nhiệt tình, giúp đỡ hết mình, không bao giờ cầu lợi cho bản thân. Họ không thích phải đối mặt với nguy hiểm, thậm chí là luôn ưu tiên cho mình sự an toàn. Dù trong bất kỳ tình huống, hoàn cảnh nào, những người này đều có khả năng điều khiển cảm xúc,
giữ thái độ bình tĩnh, hòa hợp. Quý Mão thích cuộc sống tự do, yên bình với những người xung quanh. Họ điềm đạm và dường như không bao giờ nổi nóng. Họ khá nhẹ dạ, dễ bị tổn thương bởi những sai lầm của người khác. Lĩnh vực phù hợp nhất với Quý Mão là nghệ thuật. Những sáng tạo độc đáo và tinh tế sẽ giúp họ đạt được thành công cao. Quý Mão đa phần thành đạt trong thương trường và quan trường. Họ cũng hay gặp nhiều may mắn trong cuộc đời và cũng có đức tính tiến thủ, biết nắm bắt thời cơ và chờ đợi cơ hội khi vận may tới để vươn lên. Họ có khả năng giao tiếp tốt, gây được ấn tượng với mọi người xung quanh. Quý Mão đề cao lòng tự trọng và có cái tôi khá lớn. Bất kỳ ai xúc phạm đến danh dự của mình, họ đều coi những người đó là kẻ thù. Họ hài hước, luôn tạo ra bầu không khí vui vẻ, thoải mái cho người khác. Nhưng đôi lúc, Quý Mão vô tình tự làm buồn chính mình. Có thể nói, Quý Mão thuộc vào top những con giáp may mắn nhất, cả về đường công danh, sự nghiệp lẫn tình duyên. Trong cuộc sống, với mọi mối quan hệ, người tuổi Quý Mão luôn tìm cách dĩ hòa vi quý, vì thêm một người bạn là sẽ bớt đi kẻ thù. Tuy không thích chiến tranh, mâu thuẫn hay gây sự với bất kỳ ai, thế nhưng một khi có người xúc phạm thì họ sẽ trở nên cộc cằn, khó chịu. Người tuổi này có nhiều mục tiêu, chí hướng, song lại không quyết tâm, kiên trì, thường rất dễ nản chí trước khó khăn, thử thách. Thay vì đối mặt với nguy hiểm thì lại muốn chọn cuộc sống an phận, bình yên. Trong cuộc đời, mỗi khi khó khăn, Quý Mão lại gặp được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, cả đời được sống trong an nhàn, bình yên. Những người này có duyên trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, nếu có sự cố gắng sẽ đạt được nhiều thành công. Người tuổi Quý Mão nói chung không thích tranh đấu, có lối sống bình yên, ít thăng trầm. Mặc dù họ đối xử tốt với bạn bè, đồng nghiệp, nhưng lại giữ khoảng cách khá xa với người thân, đôi khi không thích có gia đình, không thích gánh vác trách nhiệm trong gia đình. Quý Mão sống ung dung, tự do, tự tại và luôn luôn lạc quan, sống lương thiện, dễ tha thứ cho người khác. Quý Mão có tinh lực dồi dào, tinh nhanh, lanh lợi, hoạt bát, thích ứng với mọi hoàn cảnh, có thể sống thân tình với bất cứ ai. Họ là người có cá tính kiên cường, bất khuất, nhưng cũng hay nhường nhịn, không thích tranh giành với người khác, có tình cảm, tế nhị, trực quan, sinh động và óc giàu tưởng tượng. Một khi đã tập trung vào công việc, Quý Mão sẽ khiến mọi người kinh ngạc về sự nhanh nhẹn, thông minh, tài trí của mình. Người này làm việc năng suất gấp nhiều lần người khác. Tuy nhiên, họ chỉ thực sự hứng thú với công việc của mình khi cảm thấy thoải mái, tự do. Nếu quá áp lực, căng thẳng, họ sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Thường tuổi này có tính khá cẩn thận, rộng rãi, lại nhiều mơ mộng, nhiều thông minh, lanh lợi, nên phúc lộc không thiếu, suốt đời có thể yên ổn. Về vận mệnh cuộc đời, người tuổi Quý Mão thường phải sống xa quê quán mới tốt và cuộc sống nhìn chung có nhiều vất vả, long đong ngược xuôi. Tuy nhiên, tuổi Quý Mão theo mệnh kim bạch kim, khá có duyên với tài lộc, thường hay có được vận may, tài lộc đầy nhà. Một số bản mệnh tuổi Quý Mão cũng may mắn có được cha mẹ để dành cho của cải, trung vận và hậu vận được hưởng cuộc sống giàu có, khá giả. Người tuổi Quý Mão nên cực kỳ cẩn trọng, bởi tiền bạc có nhiều trong tay nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể có chuyện bất trắc xảy ra, khiến phá tài, hao của, nên hạn chế tiếp xúc với lĩnh vực đầu tư. Tuyệt đối tránh xa cờ bạc, dây nặng lãi, nên thắt chặt chi tiêu, tránh những cuộc vui chơi xa đọa không cần thiết, để về già hưởng phúc an nhàn, sung túc bên con cháu. Cuộc đời Quý Mão sẽ vượt qua được mọi trở ngại trên đường đi, để có thể vươn tới đích. Họ là người không thích cuộc sống gia đình, thế nhưng khi họ cần thì vẫn có thể hòa nhập cùng với mọi người. Trong cuộc sống, họ luôn tìm cách né tránh những xung đột, mâu thuẫn. Thế nhưng, nếu có rơi vào trường hợp bất đắc dĩ thì họ vẫn có biện pháp thích đáng để bảo vệ quyền lợi của mình. Quý Mão cũng là người rất tự tin vào năng lực cùng với trí tuệ của mình. Vì thế cho nên họ rất dễ dàng tìm được hạnh phúc và sự đủ đầy. Mệnh số thời trẻ phải long đong, về sau phú quý, sống lâu. Vợ chồng cần dung hòa để khỏi phải chia ly. Cuộc sống về hậu vận được sung sướng, nên cần làm nhiều việc thiện để được hưởng trọn số trời. Nữ mệnh tuổi Quý Mão luôn hiền dịu, đảm đang, thông minh, thích giúp đỡ người khác mà không nghĩ tới sự trả ơn. Là người luôn biết cảm thông và biết chia sẻ nỗi đau khổ của người khác. Họ rất thích ăn diện, đặc biệt có thể ngồi hàng giờ ở trước gương để trang điểm. Cuộc đời của nữ mệnh tuổi Quý Mão gặp rất nhiều may mắn và thành công. Đường công danh, sự nghiệp cũng được rộng mở, sáng lạng. Tình duyên thì viên mãn, tài lộc dồi dào,
Cả thời Tiền Vận và Trung Vận về Hậu Vận cũng đều được thảnh thơi, an nhàn hưởng phúc, không phải muộn phiền bất cứ chuyện gì. Nam mệnh tuổi Quý Mão rất ân cần, lịch sự, tất cả những lời nói, cử chỉ của họ luôn hòa nhã, khiến cho mọi người luôn khâm phục bởi sự thông minh, cơ trí và sẽ nghe theo lời khuyên bảo của Quý Mão. Vì rất tự tin nên họ luôn cho mình là đúng, đôi khi dẫn tới tình trạng chủ quan quá mức. Vì là người an phận thủ thường, không thích mâu thuẫn, xung đột, nên đôi lúc trở thành người nhu nhược, trong cuộc sống không có lý tưởng cao lắm, chỉ cần lúc nào mình cũng an toàn là được. Cuộc đời của nam mệnh tuổi Quý Mão có nhiều điều tốt đẹp, mọi chuyện đều được như ý muốn. Sự nghiệp nhanh chóng được tạo dựng, ở Trung Vận gặp nhiều may mắn, thuận lợi, đến Hậu Vận cũng sẽ được thảnh thơi, hưởng phúc. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Quý Mão sinh 1963. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Quý Mão sinh 1963 trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Xem tử vi trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Quý Mão cho thấy, người tuổi Quý Mão nên chú ý rèn luyện thể chất và duy trì lối sống lành mạnh, khoa học để sức đề kháng và khả năng miễn dịch mạnh mẽ hơn. Đặc biệt, sức khỏe tinh thần cũng cần được chú ý, áp lực từ công việc, tiền bạc hay những muộn phiền về tình cảm có thể khiến Quý Mão suy nghĩ nhiều, mất ăn mất ngủ, rất dễ rơi vào tình trạng lao lực. Một số người tuổi Quý Mão khi làm việc ngoài trời phải nâng cao nhận thức về an toàn, cẩn thận bị thương khi sử dụng các vật sắc nhọn. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Quý Mão sinh 1963 trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Bước sang tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024, trong đời sống tình cảm, các quan hệ của người tuổi Quý Mão có xu hướng xấu đi, hung tinh trực phù khiến tâm tình của Quý Mão dễ trở nên cáu kỉnh, đa nghi. Khi có vấn đề nảy sinh, Quý Mão không sẵn sàng tin tưởng và chia sẻ với đối phương, thay vào đó, Quý Mão thường áp đặt, buộc tội và phán xét chính người mình yêu. Những người đã kết hôn sẽ có một số suy nghĩ tiêu cực, cảm thấy đối phương đã làm điều gì đó có lỗi với mình. Không khí gia đình thường xuyên căng thẳng, vợ chồng tranh cãi, to tiếng với nhau. Thời điểm tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024, người tuổi Quý Mão được khuyên phải duy trì lý trí và bình tĩnh, gặp vấn đề nên đối mặt và giải quyết trực tiếp, không suy diễn linh tinh. Với người độc thân, dù vận khí cả năm không mấy sáng sủa, nhưng Quý Mão vẫn có thể mong đợi vào những cơ hội bất ngờ. Nếu có cơ hội gặp gỡ người mới, Quý Mão nên để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Quý Mão sinh 1963 trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Xem tử vi tuổi Quý Mão trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 cho thấy, tuổi Quý Mão vẫn trong giai đoạn đầy thử thách, vận thế chưa ổn định, công việc xuất hiện rất nhiều vấn đề vướng mắc, đòi hỏi bản mệnh phải bỏ ra càng nhiều công sức và thời gian. Trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 có cả tương quan tác động, người tuổi Quý Mão dễ để xảy ra bất cẩn trong quá trình làm việc. Có thể do bản thân không đủ tập trung hoặc phương pháp làm việc không còn phù hợp, nghèo nàn ý tưởng. Ngoài ra, Quý Mão cần đề phòng tiểu nhân ganh ghét, sự ghen tị và áp bức từ đồng nghiệp. Điều này có thể dẫn đến tình thế khó xử trong công ty. Trong trường hợp này, Quý Mão cần xử lý tốt mối quan hệ với đồng nghiệp. Nếu có thể thiết lập mối quan hệ tốt đẹp trong tập thể thì sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn cho việc thăng tiến công việc trong tương lai của Quý Mão. Khoảng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024, điềm báo tử vi cho thấy Quý Mão có thể sẽ nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân, có thể thăng tiến một chút trong sự nghiệp. Nếu bắt đầu một công việc mới, Quý Mão phải giữ thái độ khiêm tốn và thể hiện tinh thần cầu tiến, đừng suốt ngày phàn nàn. Cho dù điều kiện thực tế không như Quý Mão mong muốn, Quý Mão phải nhận ra những khuyết điểm của mình, đồng thời phải tăng cường học tập, rèn luyện để nâng cao khả năng cạnh tranh tại nơi làm việc. Xét về phương diện tài lộc trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Quý Mão sinh 1963. Người tuổi Quý Mão bị hao tài, tiền bạc thất thoát khá nhiều, thu chẳng được bao nhiêu mà chi như muối bỏ biển,
trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Khả năng kiếm tiền của con giáp này rất yếu, dù người tuổi Quý Mão tìm mọi cách tăng thêm thu nhập, song may mắn vẫn chưa mỉm cười. Những người theo nghiệp kinh doanh nên xem xét các phương pháp đầu tư ổn định hơn, chẳng hạn như các khoản đầu tư dài hạn hoặc đa dạng hóa nguồn đầu tư để giảm thiểu rủi ro. Trong 2 tháng cuối của năm 2024 âm lịch, bản mệnh Quý Mão tham gia vừa phải vào các hoạt động đầu cơ, chớ thấy người khác làm được mà cũng vội học theo. Cuối năm 2024 âm lịch sẽ mang đến một số thách thức từ tình hình chung toàn thế giới, bao gồm suy thoái kinh tế, cạnh tranh gay gắt hay những yếu tố chưa xác định khác. Người tuổi Quý Mão cần giữ bình tĩnh, không dễ dàng bỏ cuộc và tích cực tìm kiếm giải pháp cho mọi vấn đề. Trong trường hợp cần thiết, Quý Mão có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ chuyên gia hoặc trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp để tìm ra giải pháp tốt nhất. Ngoài ra, thói quen tiêu tiền hoang phí và mua sắm của Quý Mão gây ra gánh nặng tài chính lớn cho bản thân. Người tuổi Quý Mão không nên đầu tư mạo hiểm hoặc chạy theo xu hướng cho người khác vay tiền. Quý Mão nên kiểm soát chi tiêu hợp lý, đầu tư an toàn, tránh lãng phí quá mức, nghiêm túc thực hiện kế hoạch tiết kiệm. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện trong từng tháng âm lịch của tuổi Quý Mão sinh 1963. Trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Đầu tiên là tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Quý Mão sinh 1963. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Quý Mão sinh 1963 trong tháng 11 âm lịch. Con đường sự nghiệp của tuổi Quý Mão có dấu hiệu chững lại trong tháng 11 âm lịch này. Bản mệnh cần phải dè chừng sức ảnh hưởng của cục diện tương hình, dễ khiến bạn trở nên kiêu ngạo, thiếu suy nghĩ, tự đẩy mình vào rắc rối. Có thể bạn là người có tầm nhìn xa, trông rộng, tuy nhiên, bạn không nên lấy đó làm ngạo mạn và coi thường quan điểm của mọi người xung quanh. Tháng này, thói quen ăn nói không biết kiêng nể sẽ dễ khiến cho con giáp này gây thù chuốc oán với người khác, làm cho các mối quan hệ xã giao từ trước đến nay của bạn bị ảnh hưởng. Đặc biệt là với người làm lãnh đạo, bạn cần chú ý trong cách trao đổi công việc với nhân viên, nếu không dễ khơi lên sự bất mãn, mất đoàn kết trong tập thể. Nếu mọi người không có cùng mục tiêu, ai cũng giữ mất mặt trong lòng thì công việc khó có thể tiến triển như ý muốn được. Nguyệt lệnh Lâm Tử khuyên bản mệnh cần cởi mở hơn khi trao đổi với mọi người, không nên tự tách mình ra khỏi tập thể. Người tài giỏi đến mấy cũng không thể làm tất cả mọi việc một mình, nhiều khi bạn cần đến sức mạnh của sự đoàn kết mới có thể hoàn thành mục tiêu của mình. Sự xuất hiện của các tinh thiên đức cũng giúp cho vận trình của tuổi Quý Mão đỡ phần ảm đạm. Nếu bạn biết hạn chế các mặt tính cách chưa tốt của mình thì vẫn có cơ hội cho bạn khẳng định điểm mạnh của bản thân, ghi điểm trong mắt người khác, thậm chí chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Quý Mão sinh 1963 trong tháng 11 âm lịch. Con đường tài lộc của tuổi Quý Mão tháng này cũng khó đạt được sự phát triển như mong muốn. Đây là lúc bạn cần nghiêm túc nhìn nhận lại những gì mình đã làm. Nếu thấy mình mắc lỗi sai thì cần nghiêm túc sửa đổi, chớ nên đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc cho người khác. Người làm ăn kinh doanh cần thay đổi những suy nghĩ cứng nhắc đã có phần lạc hậu của mình. Xu hướng thị trường luôn thay đổi liên tục, nếu bạn không bắt kịp thì rất dễ trở thành người tụt hậu để các đối thủ vượt qua mình. Bên cạnh đó, khuyên bản mệnh cũng cần chú ý lắng nghe lời góp ý của mọi người xung quanh, đừng nên tự coi mình là nhất. Quá trình đầu tư luôn tiềm ẩn những nguy cơ mà có khi bạn không thể nhận ra hết được nếu cứ bướng bỉnh làm theo ý mình. Con giáp này sẽ rất dễ phạm sai lầm, gây hao tài tốn của, không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn ảnh hưởng đến cả những người đi theo mình. Đây cũng chưa phải thời điểm thích hợp để tuổi Quý Mão mở rộng quy mô đầu tư kinh doanh, bởi bạn chưa tích lũy đủ kinh nghiệm cũng như hiểu biết về đối tác của mình. Tốt nhất hãy cứ bình tĩnh nhìn nhận, đánh giá vấn đề cho chuẩn xác và chờ đợi cơ hội triển vọng hơn trong tương lai. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Quý Mão sinh 1963 trong tháng 11 âm lịch. Tháng này, tuổi Quý Mão cần chú ý suy nghĩ tích cực và trò chuyện với mọi người nhiều hơn để giảm áp lực tinh thần cho mình. Nếu gặp phải vấn đề gì khó giải quyết, đừng nên cứng đầu cứng cổ, khư khư giữ quan điểm của mình. Đôi khi, hạ cái tôi của mình xuống và làm theo gợi ý của mọi người, bạn sẽ thấy mọi việc đơn giản cũng như tinh thần nhẹ nhõm hơn nhiều. Bên cạnh đó, con giáp này cũng cần chú ý duy trì nếp sống lành mạnh,
chăm chỉ tập thể dục, thể thao. Quá trình vận động không những giúp bạn khỏe mạnh về thể chất mà còn thoải mái về tinh thần. Thậm chí, bạn còn quen được với bạn bè hoặc người có cùng chí hướng khi tham gia các hoạt động. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Quý Mão sinh 1963, trong tháng 11 âm lịch. Tháng này, điểm sáng ở phương diện tình cảm là điều an ủi lớn lao đối với tuổi Quý Mão, khiến cho vận trình của bản mệnh bớt phần ảm đạm. Bạn được sống trong sự yêu thương của người thân, nhờ thế mà con giáp này có thêm động lực để đối diện với khó khăn trong cuộc sống. Với người đã lập gia đình, nửa kia chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho bạn. Bạn luôn tâm sự với người ấy những khúc mắc mình đang gặp phải và người ấy sẵn sàng dành cho bạn những lời khuyên hữu ích. Hơn nữa, đối phương còn luôn bao dung cho những tính cách chưa tốt của con giáp này. Vì thế, hãy trân trọng những gì mình đang có và đáp lại bằng một tình cảm tương tự. Chắc chắn hai người có thể xây dựng được mái ấm khiến nhiều người ngưỡng mộ. Với người còn độc thân, bạn có thể được giới thiệu cho đối tượng khá triển vọng. Cũng nhờ sự tự tin mà bản mệnh dễ dàng gây ấn tượng cho mọi người. Dù xuất hiện ở bất cứ đâu, chỉ cần giữ tinh thần tích cực, cởi mở, không khó để bạn tạo lập được mối quan hệ mới với một ai đó. Tiếp theo là tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Quý Mão sinh 1963. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Quý Mão sinh 1963 trong tháng 12 âm lịch, có thể thấy rằng vận trình sự nghiệp của tuổi Quý Mão trong tháng cuối cùng của năm 2024 âm lịch này khá hanh thông. Dù phải vất vả chạy ngược chạy xuôi thì bạn vẫn giữ vững được phong độ của mình, tạo sự tin tưởng và yên tâm cho lãnh đạo. Dù giữ vị trí hay chức vụ nào đi nữa, bản mệnh cũng hãy tập trung vào nhiệm vụ như thế, thì khả năng của bạn có thể phát huy được ở mức tối đa. Con giáp này vẫn có thể gây ngạc nhiên và ấn tượng cho người khác, ngay cả khi thực hiện những công việc quen thuộc nhất. Nhiều thành tích gặt hái được có thể khiến bạn cảm thấy tự hào về bản thân, song đừng vì thế mà quên đi lối hành sự khiêm tốn cùng với sự lắng nghe. Nếu ngủ quên trên chiến thắng, bản mệnh sẽ tạo điều kiện cho người khác vượt qua mình, đồng thời trở thành ếch ngồi đáy giếng. Hơn nữa, thiên cẩu còn mang tới họa tiểu nhân rình rập. Nếu bạn vô tình chỉ trích, coi thường người khác, con giáp này rất có thể chuốc lấy sự thù ghét từ người khác. Kẻ xấu có thể nhân lúc bạn lơ là để chuyện bé xé ra to, gây ảnh hưởng đến danh tiếng hoặc cướp mất công lao bạn đã bỏ ra suốt bấy lâu nay. Ngoài ra, tuổi Quý Mão hãy luôn giữ bình tĩnh khi trao đổi tranh luận với người khác, hãy thử thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề. Bạn có thể nhận ra được cái hay trong ý kiến của người khác, bởi không phải lúc nào quan điểm của bạn cũng là tối ưu. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Quý Mão sinh 1963, trong tháng 12 âm lịch. Nhìn chung, đường tài lộc của tuổi Quý Mão ở vào trạng thái khá ổn định trong tháng cuối cùng của năm 2024 âm lịch này. Bạn không có cơ hội phát tài phát lộc lớn, nhưng các nguồn thu vẫn chạy vào túi đều đều, đảm bảo cho con giáp này có thể thoải mái sắm sửa cho năm mới. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, khẳng định được vị thế của bản thân thì ắt nhận được khoản thưởng nóng, hoa hồng xứng đáng. Nếu tự tin vào những đóng góp của mình cho tập thể thì bản mệnh có thể chủ động đề xuất tăng lương, khả năng được lãnh đạo đồng ý là rất cao. Người làm kinh tế giữ được chữ tín của mình nên lượng khách hàng ghé thăm vẫn ổn định. Tuy nhiên, bạn có thể thử kinh doanh thêm một vài mặt hàng mới xem sao. Bạn có cơ hội thu hút thêm một lượng khách hàng mới nữa, đem về nguồn thu nhập khá triển vọng cho bản thân. Tuy nhiên, sao thiên cầu khuyên tuổi Quý Mão vẫn nên cẩn thận khi trao đổi, hợp tác với các khách hàng, đối tác trước khi ký kết hợp đồng. Bạn hãy xem xét kỹ các điều khoản để tránh vướng phải những thị phi, mâu thuẫn về lợi ích trong tương lai. Các tinh tả phù khuyên con giáp này hãy luôn giữ sự tích cực, hăng hái trong công việc, tài năng của bạn sẽ giúp bạn dần tìm ra hướng khắc phục mọi khó khăn. Hơn nữa, bản mệnh có thể gây ấn tượng với quý nhân, đối phương có thể đưa ra cho bạn nhiều gợi ý đắc lực. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Quý Mão sinh 1963, trong tháng 12 âm lịch. May mắn là tình hình sức khỏe của tuổi Quý Mão không có biến động gì lớn trong tháng cuối cùng của năm 2024 âm lịch này. Dù khá bận rộn nhưng bạn vẫn duy trì được nếp sinh hoạt khoa học. Vì thế mà tuy có mệt mỏi song bạn không đổ bệnh. Nếu có thời gian rảnh, hãy rèn luyện thể dục thể thao nhiều hơn, đồng thời ăn ngủ đều đặn. Chớ làm việc quá khuya kéo gây ảnh hưởng sức khỏe. Cuối năm không thiếu được các buổi tiệc tùng, liên hoan,
Tổng kết, nhưng bạn nên hạn chế uống nhiều rượu, bia, ăn quá nhiều đồ cay nóng hoặc dầu mỡ, đặc biệt không điều khiển phương tiện giao thông khi bản thân không tỉnh táo để tránh sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Quý Mão sinh 1963, trong tháng 12 âm lịch. Tiếc rằng, con đường nhân duyên của tuổi Quý Mão tháng này lại không được hanh thông như sự nghiệp và tài lộc. Có lẽ bạn nên xem lại cách hành xử của mình chứ đừng mãi đổ tội cho hoàn cảnh hoặc người này người khác. Người độc thân vẫn chưa quên được quá khứ, người cũ ra đi để lại vết thương lòng quá lớn, khiến cho con giáp này vẫn không có đủ dũng cảm để đi tìm hạnh phúc mới cho mình. Với người đã lập gia đình, vợ chồng bạn thường xuyên mâu thuẫn, cãi cọ do bạn quá khó tính, thường xuyên xét nét những việc người ấy làm. Có thể những sai sót mà đối phương phạm phải không hề là cố ý, vì vậy, nếu bỏ qua được thì bản mệnh nên bỏ qua, đừng nên nhắc đi nhắc lại mãi khiến người ấy khó chịu. Bên cạnh đó, bạn cũng phải nhìn nhận lại những mặt chưa tốt của bản thân để có xu hướng sửa đổi. Để cuộc sống gia đình êm đềm, vợ chồng đều cần phải bao dung và dung hòa với nhau, đừng mãi đòi hỏi từ một phía. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác, làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, để kích tài dưỡng lộc và thu hút may mắn. Về tuổi Quý Mão sinh 1963 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp, xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video nhé. Tuổi Quý Mão với tuổi Tý. Nếu là đối tác kinh doanh, tuổi Quý Mão và tuổi Tý sẽ kết hợp rất hiệu quả với nhau. Nếu có tranh cãi thì luôn luôn bắt đầu từ tuổi Tý, rồi mọi chuyện lại ổn thỏa vì tuổi Quý Mão rất nhã nhặn và nhường nhịn. Tuy nhiên, không phải vậy mà tuổi Tý tỏ ra không biết điều. Tuổi Tý hiểu được vai trò quan trọng của tuổi Quý Mão trong các mối quan hệ làm ăn. Tuổi Quý Mão với tuổi Sửu. Khi là đối tác làm ăn, tuổi Quý Mão thường là làm việc theo sự chỉ dẫn của tuổi Sửu. Bởi người tuổi Sửu rất chăm chỉ, đặc biệt, tuổi Quý Mão rất khâm phục tuổi Sửu bởi sự tốt tính và ứng xử điềm đạm. Trong khi một số tuổi khác chơi với tuổi Quý Mão vì tuổi Quý Mão khá bị động và dễ sai khiến, thì tuổi Sửu tìm đến tuổi Quý Mão với lý do hoàn toàn khác, đó là sự chân thành. Vì vậy, tuổi Quý Mão rất khâm phục và mến mộ tuổi Sửu. Với sự hài hòa của hai nhân cách này, sự kết hợp của họ sẽ rất hệ thống và chắc chắn. Tuổi Quý Mão với tuổi Dần. Nếu hai con giáp này làm ở cùng một văn phòng hay công ty, họ cần phải tổ chức công việc và phân chia không gian rất rõ ràng. Trong kinh doanh, tuổi Dần luôn là người dẫn đầu và chịu trách nhiệm chính. Tuổi Quý Mão vốn khá nhút nhát, sẽ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của tuổi Dần, sẽ cố gắng cống hiến sức lực và sự khéo léo của mình để công việc chung tốt hơn. Tuổi Quý Mão với tuổi Mão. Khi là đối tác làm ăn, hai người tuổi Mão kết hợp khá ăn ý với nhau. Văn phòng nơi họ làm việc cùng nhau sẽ được trang trí mang tính nghệ thuật và giống một ngôi nhà hơn là cơ quan. Họ sẽ mang không khí nghệ thuật đến nơi làm việc hơn là sắp xếp mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là hai tuổi Mão phải cùng đảm bảo được lợi ích kinh doanh cẩn thận, tính toán đến các yếu tố kinh doanh và tài chính. Nếu tự bản thân không đảm nhiệm được điều đó thì rất cần đến những người tin cậy đảm nhiệm thay mình. Tuổi Quý Mão với tuổi Thìn. Khi là đối tác làm ăn, hai hành tinh này sẽ tạo thành một tập thể làm ăn phát đạt, với điều kiện cả hai cùng chung sức, chung lòng, tuổi Thìn sẽ đảm nhiệm các công việc liên quan đến vật chất và tài chính, còn những ý tưởng sáng tạo thì cả hai cùng góp sức. Nhưng tuổi Thìn vẫn giữ vai trò là người lãnh đạo, điều này tuổi Quý Mão hoàn toàn hài lòng. Tuổi Quý Mão với tuổi Tỵ. Khi là đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ kết hợp rất tốt với nhau. Tuổi Tỵ sẽ đóng vai trò làm người lãnh đạo. Bên cạnh đó, tuổi Tỵ nhờ giao tiếp tốt sẽ chịu trách nhiệm về ngoại giao và khách hàng. Trong khi đó, tuổi Quý Mão sẽ lo chuyện hậu phương trong tập thể của hai người, đồng thời đảm nhiệm các việc liên quan đến tài chính. Tuổi Quý Mão với tuổi Ngọ. Khi là đối tác kinh doanh, tuổi Quý Mão và tuổi Ngọ cần một bên thứ ba để giúp cho mối quan hệ của hai người êm đẹp. Tuổi Ngọ làm việc chăm chỉ và lập kế hoạch tốt, nhưng rất dễ nản và bỏ cuộc, còn tuổi Quý Mão hay áp dụng ý kiến chủ quan vào công việc kinh doanh. Hơn nữa, kỹ năng về tài chính và các vấn đề khác chưa đủ vững, bởi vậy rất cần một nhân vật thứ ba nào đó xuất hiện để cùng hỗ trợ hai người. Tuổi Quý Mão với tuổi Mùi. Khi là đối tác kinh doanh,
Tuổi Quý Mão và tuổi Mùi có thể kết hợp thật tốt nếu phát huy được tính sáng tạo trong công việc. Tuy nhiên, về tài chính thì sẽ cần sự can thiệp và giúp đỡ của nhân vật thứ ba, bởi thực tế là cả hai hành tinh này đều không thạo lắm về tài chính. Điều họ quan tâm và tập trung nhiều thời gian hơn cả, đó là nghệ thuật và tình cảm. Bên cạnh đó, tuổi Mùi còn phải đảm nhiệm một số việc thay tuổi Quý Mão, vì tuổi Quý Mão không có khả năng làm được. Tuổi Quý Mão sẽ đóng vai trò làm người dẫn đường vì khả năng giao tiếp và điều khiển cảm xúc tốt hơn. Tuổi Quý Mão với tuổi Thân. Khi là đối tác kinh doanh, tuổi Quý Mão và tuổi Thân cần phối hợp thật nhịp nhàng để công việc của họ không bị đổ bể. Tuổi Quý Mão không nên đảm nhiệm các vấn đề liên quan đến tài chính và tuổi Thân cũng vậy, bởi người tuổi Thân chi tiêu khá mạnh tay và khó có thể giữ được tiền. Tốt nhất tuổi Thân sẽ là người ở tiền tuyến, đảm nhận trách nhiệm tổ chức các cuộc gặp gỡ đối tác khách hàng, còn tuổi Quý Mão sẽ chăm lo việc hậu phương để hỗ trợ cho tuổi Thân, còn tài chính chắc hẳn cần nhờ tới một nhân vật thứ ba đảm đương để công việc kinh doanh phát triển đi lên. Tuổi Quý Mão với tuổi Dậu. Trong kinh doanh, tuổi Dậu cũng nhanh chóng chán tuổi Quý Mão, vì người tuổi Dậu cho rằng người tuổi Quý Mão thiếu sự logic, thiếu thực tế. Tuổi Dậu sẽ là người chủ động công việc tại cơ quan, còn tuổi Quý Mão thì khá thụ động và đi chệch những mong muốn của tuổi Dậu. Tuổi Quý Mão với tuổi Tuất. Khi là đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ tạo thành một tập thể vững mạnh và sáng tạo. Một số ý tưởng sáng tạo của tuổi Quý Mão sẽ khiến tuổi Tuất ngạc nhiên và trở nên kiên nhẫn lắng nghe và thực hiện. Trong khi đó, tuổi Tuất có tài kinh doanh, cẩn thận và biết đánh giá giá trị của lao động nên sẽ đảm nhiệm tốt vấn đề tài chính. Cả hai sẽ kết hợp với nhau để tạo thành một tập thể phát triển tích cực theo hướng đi lên. Tuổi Quý Mão với tuổi Hợi. Nếu là đối tác làm ăn, tuổi Hợi sẽ đóng vai trò là người ở tiền tuyến và tuổi Quý Mão sẽ gửi trọn niềm tin tuyệt đối cho tuổi Hợi. Tuổi Hợi sẽ lắng nghe sáng kiến của tuổi Quý Mão và hai con giáp cùng nhau xây dựng một đế chế phát triển bền vững. Quý khán giả thân mến, những nút thắt gây ra phiền não cho con người là những nút không thể mở ra được, nên rất phiền phức và đau đớn, chỉ khi tháo được thì đời người mới đỡ khổ. Đức Phật nói, nếu tháo được chín nút thắt gây ra phiền não này, đời sẽ đỡ vất vả. Một là tâm sân hận. Sân hận là nút thắt gây ra phiền não cho con người. Có ba loại sân hận. Thứ nhất là sân hận người và chúng sinh. Thứ hai là sân hận những vật gặp phải. Thứ ba là sân hận hoàn cảnh. Có người luôn cho rằng có người đã khiến mình trở nên như vậy nên nghiến răng nghiến lợi muốn trả thù người khác. Đây chính là hận thù người khác. Có người không thể nghĩ tới vấn đề mình đang gặp phải, thậm chí không muốn sống nữa. Đây là sự căm ghét sự vật. Có người đã trải qua chuyện gì đó đau đớn, từ đó trở đi, họ không chỉ ghét nơi xảy ra sự việc mà còn ghét những người ở nơi đó. Đây là sự sân hận đối với một hoàn cảnh, địa điểm cụ thể. Loại cảm xúc xúc này có thể khiến con người làm nhiều điều phi lý và liều lĩnh. Nghi ngờ là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt những cảm xúc tiêu cực khác như bất an, tức tối, mặc cảm, tuyệt vọng. Hai là lòng kiêu ngạo. Một số người chỉ vượt trội hơn người khác ở một số mặt đã dội cho rằng mình hơn người khác về mọi mặt, tự mãn ăn nói và cư xử kiêu ngạo. Tôi thông minh hơn anh ta và giỏi hơn anh ta, bạn thấy đấy, anh ta ngu ngốc và không biết gì cả. Điều này không chỉ gây khó chịu cho mọi người mà còn hạn chế sự phát triển của bạn. Bạn có thể phát triển trong tương lai hay không phụ thuộc vào việc bạn có tấm lòng khiêm tốn hay không. Nếu bạn kiêu ngạo và mất đi nhận thức về lẽ phải và trí tuệ, thì sẽ có ma quỷ điên cuồng xâm nhập vào tâm hồn bạn. Khiêm tốn là nền tảng của mọi việc tốt và kiêu ngạo là nguyên nhân dẫn đến việc ác. Theo quan điểm Phật giáo, do kiêu mạn, ích kỷ, thiếu hiểu biết mà nhiều chúng sinh thường đoạn ngắn trong cõi người, cõi trời và ở lại cõi ác. Đức Phật dạy tất cả chúng sinh phải tránh xa vô minh, kiêu ngạo và ích kỷ để được tiến vào cõi sống tốt đẹp, nhờ đó giữ cho tất cả chúng sinh thoát khỏi ba cõi ác là địa ngục, súc sinh và ngạ quỷ. Một số người cố chấp khăng khăng đi theo con đường riêng của mình, luôn tự cho mình là tốt, lòng tự cao tự đại, không thấy ai hay điều gì cao hơn mình. Đôi khi họ có xu hướng tự thu mình và tự lừa dối bản thân, trong khi những người quá chú trọng làm nổi bật bản thân lại đề cao quá mức khả năng và tài năng của mình. Để bớt kiêu căng ngạo mạn, ta phải học được đức tính khiêm nhường. Phải khiêm nhường thì việc tu hành mới có thể trở nên tiến bộ. Hãy học cách kiềm chế lời nói ngôn ngữ của mình. Ba là tâm vô minh. Bonaparte từng nói,
Khi làm việc gì cũng phải tránh xa bốn hành vi phi lý, nếu không bạn sẽ phạm sai lầm. Bốn loại hành vi phi lý là gì? Hành động sai trái dựa trên lòng tham, tức là hành động theo cảm tính. Hành động ngược giới sân hận, tức là hành động bằng ý chí và tinh thần chiến đấu. Hành động ngược do vô minh, tức là hành động mê mờ. Hành động ngược vì sợ hãi. Quá đa nghi, cái gọi là hành động một cách mù quáng mà không quan sát được hình tướng thực sự của sự vật. Những người như vậy chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Đây là điều mà Đạo Phật gọi là vô minh. Bốn là nút thắt tham lam. Nút thắt của lòng tham có thể dẫn đến điều gì? Tham lam chính là một trong chín nút thắt gây ra phiền não cho con người mà nhiều người vẫn mắc phải. Người mang nút thắt này không thể từ bỏ những gì mình muốn và quan tâm rất nhiều đến nó. Để đạt được điều mình muốn, bạn sẽ làm bất cứ điều gì và dùng mọi cách, mọi thủ đoạn. Vì vậy, bạn sẽ gây ra rất nhiều rắc rối và đặt nền móng cho rất nhiều rắc rối trong tương lai. Năm là nút thắt nghi ngờ. Xin hãy nhớ rằng, bạn không được mắc căn bệnh nghi ngờ trong cuộc sống của mình. Một khi bạn bị nhiễm bệnh, bạn sẽ không bao giờ vui vẻ hay hạnh phúc nữa. Loại bệnh này có thể xảy ra với bất kỳ ai, kể cả cha mẹ, chồng vợ, bạn bè, trường học, lãnh đạo và xã hội. Một khi loại nghi ngờ này được thiết lập thì bạn sẽ bị mất lòng tin với tất cả những người xung quanh, chỉ tin mỗi bản thân, ai nói gì cũng phủ nhận. 6 là nút thắt ghen tị. Tâm lý này là yếu tố cơ bản nhất gây ra sự bất hạnh của chính mình. Thế giới rộng lớn như vậy, tại sao chỉ mình tôi làm được việc này mà người khác lại không làm được? Khi bạn theo đuổi hạnh phúc và niềm vui thì bạn cũng phải để người khác theo đuổi hạnh phúc và lợi ích nữa chứ. Hơn nữa, hôm nay bạn sẽ nhận được nhiều hơn, ngày mai người ấy sẽ nhận được nhiều hơn, ngày mốt bạn sẽ nhận được nhiều hơn. Đây là chuyện đến rồi đi và không tuyệt cố định. Vì vậy là người bạn phải có tư tưởng cởi mở và không được hẹp hòi. Nếu không, cuộc sống của bạn sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Phật dạy không sai, đáng thương nhất là những kẻ tự ti, những người không đủ niềm tin vào cuộc sống, chính mình ngờ vực khi được đối xử tốt, ghen tị khi thấy người khác sống tốt hơn mình. Bản thân họ cảm thấy mình không xứng đáng được đối xử tốt hay chính vì không dám sống thật lòng với ai, nên họ không dám sống trong cảm giác an toàn. Dù ở gì thế nào thì con người vẫn bình đẳng như nhau, ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm, không thể so sánh ai cao, ai thấp. Nhưng nếu như ai đó cảm thấy ghen tị, tức là họ đã tự hạ thấp mình trước người khác. 7 là sai sót về quan điểm sống. Người đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu nhất định sẽ trở thành người được dân kính trọng. Người đặt lợi ích tập thể hàng đầu chắc chắn sẽ trở thành người được gia đình, người thân, bạn bè kính trọng. Người đặt lợi ích của mình lên hàng đầu sẽ được người khác yêu thương. Phạm vi xem xét của bạn càng rộng thì số người sẽ tôn trọng và ủng hộ bạn vì lợi ích càng nhiều. Không nhận biết kết quả của việc làm thiện và tích đức, không tin vào nhân quả, không tin vào đời, quá khứ và vị lai, không tin rằng thiện hữu thiện báo, ác báo gọi là tà kiến. Cuộc đời này có được thì ác có mất ác sẽ được. Nếu bạn muốn được yêu thương, thì trước hết hãy yêu thương người khác, muốn người khác đối xử tốt với mình. Trước tiên hãy đối xử tốt với họ, muốn thành công thì phải biết giúp người khác tiến lên, giúp đỡ người khác chính là bạn đang gieo trồng hạnh phúc cho mình. 8 là tự cho mình là nhất. Mọi điều bạn nói và câu trả lời cho những câu hỏi bạn nghĩ đến đều phải có hoặc không, kể cả giá trị, quan điểm, hành vi của bản thân. Không ai được phép đưa ra bất kỳ ý kiến hay phản đối nào khác. Kiểu xem mọi thứ về bản thân mình là tuyệt nhất, tự xem bản thân như người giỏi nhất, không ai được cãi lại. Kỳ thực kiểu người này cũng có suy nghĩ tương đương với thành kiến, vì bên trong không có gì nên phải giả vờ có gì đó ở bên ngoài, để người ta sợ mình. Nếu người nào sống mà kiêu căng, ngạo mạn, người đó thiếu đi sức hút và gây ác cảm cho những người xung quanh. Người nào sống mà không có hoài bão lớn lao, không dám ước mơ đạt đến đức hạnh, tính chất siêu diệt của các bậc thánh, người này cũng thiếu hẳn một tính chất của con người. Chính kiểu tính cách cho mình là nhất này sẽ khiến con người trở nên cố chấp, chấp nhặt, và điều này sẽ khiến cuộc sống về sau có nhiều khổ đau. Chuyện hơn thua nhau là chuyện bình thường. Ở trên đời có khi ta hơn người, có khi người hơn ta, sự khoái trá đó gây cho người ta cảm giác hạnh phúc. Nhiều người còn bị ảo tưởng là mình vượt hơn người khác, trong khi thật sự thì thua kém rất nhiều. Con người phải biết học hành, khiêm tốn và chân thực. Nếu học cao hiểu rộng mà khinh khi những người xung quanh, tự chúng ta sẽ chuốc lấy nỗi khổ, mất đi dần hào quang. Chính là keo kiệt. Thực tế, nếu mọi người muốn nhận được nhiều hơn, họ phải học cách cho đi. Nếu bạn miễn cưỡng buông bỏ cái này hay cái kia thì sẽ không được cái gì cả.
Khi ai đó làm từ thiện cho người khác thì họ sẵn lòng làm, nhưng khi việc đó ở trước mặt bạn thì họ lại không muốn từ bỏ, vì bạn không thể buông anh ấy ra được. Vì vậy, chúng ta phải học cách thoát khỏi tính keo kiệt này. Học đạo Phật không phải là để được cái gì, mà là để học cách buông bỏ. Vì vậy, trước hết chúng ta phải siêng năng, bố thí để bỏ thói tham lam. Người trong tâm lúc nào cũng tham lam, keo kiệt, thì nghèo khó sẽ không bao giờ rời xa. Không làm việc thiện, không có phúc đức thì sớm muộn cũng hết phước, gặp nhiều tai họa. Bố thí không phải tính số lượng vật chất mà tính bằng tấm lòng chân thành. Cho nên dù không có một xu, bạn vẫn có thể bố thí và nhận được phước lành lớn lao. Quý khán giả thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Quý Mão sinh 1963, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.